Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta đã cùng với giáo hội hân hoan mừng lễ phục sinh, lễ thăng thiên và hiện xuống. Tất cả những lễ này diễn tả lại những chặng đường xuyên suốt của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử cứu rỗi nhân loại. Hôm nay, giáo hội lại cho toàn thể dân Chúa chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như một niềm tin lớn lao, niềm yêu thương sâu xa, thâm thẳm, vì Chúa đã sống trong sự duy nhất, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong niềm tin, cậy, mến, mỗi người chúng ta vẫn thường diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như là dấu chứng chắc chắn của người Kitô hữu qua việc làm dấu thánh giá, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm cao cả và nền tảng của Kitô giáo chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nghĩa là chỉ một Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi phân biệt rõ ràng: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ba ngôi, nhưng chỉ một Chúa. Có câu chuyện kể rằng, Thánh Agostino một hôm đi bắt bộ dọc theo bờ biển, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thánh nhân gặp một em bé lấy vỏ sò kiên nhẫn múc nước đổ vào cái lỗ còng. Thánh nhân ngạc nhiên và hỏi em làm như thế để làm gì. Em cho biết là em đang cố gắng múc cạn nước biển cho vào lỗ còng. Thánh nhân mỉm cười nói: Thật là uổng công và vô ích em ạ. Nước biển thì mênh mông, lỗ còng thì nhỏ bé. Hơn nữa, bao nhiêu nước đổ vào lỗ còng cũng lại ngấm ra biển. Nhưng em bé trả lời: Em múc hết nước biển đổ vào lỗ còng này còn dễ hơn điều mà Ngài đang suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi. Thưa anh chị em, với trí khôn tự nhiên và hạn hẹp của con người, không thể hiểu thấu hết được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ta không thể biết gì về mầu nhiệm cao cả và là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Trong những năm rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu rất nhiều lần bày tỏ mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Người gọi Thiên Chúa là Cha của mình, và đồng thời Người cũng cho biết Ngài và Cha Ngài là một. Và khi mặc khải Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cho biết Thánh Thần là tình yêu, là quyền năng của Thiên Chúa, là mối hiệp thông, là sự sống giữa Cha và Con. Dựa trên lời mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta hiểu rằng nơi Chúa Giêsu đứng hóa thân làm người, ta nhận ra Thiên Chúa cụ thể hơn, dễ hiểu hơn. Thiên Chúa tỏ mình nơi khuôn mặt của Chúa Giêsu là Thiên Chúa tình yêu, nhân hậu, tha thứ. Đặc biệt, khuôn mặt đầy lòng thương xót, vị tha của Thiên Chúa được khắc sâu nơi khuôn mặt thập giá của Chúa Giêsu. Với lý trí tự nhiên, con người mặc dầu không thể hiểu thấu, nhưng có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn, dựa vào những công trình của Người.
Ngoài ra, còn một loại nhận biết khác mà con người không thể đạt tới bằng sức lực của chính mình. Đó chính là nhận biết nhờ mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã mặc khải cho ta biết Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa chưa từng có. Người không chỉ là Cha vì là tạo hóa, từ muôn thuở, Người là Cha trong tương quan với Con duy nhất. Ngôi Con từ muôn thuở cũng chỉ là Con trong tương quan với ngôi Cha. Không ai biết Người Con, không ai biết Người trừ Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu cũng đã mặc khải và sẽ cử đấng bào chữa khác, đó là Chúa Thánh Thần. Người tác động từ thuở khai thiên lập địa, Người đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. Nay Người sẽ ở lại với và trong các môn đệ để dạy bảo và dẫn đưa họ đến chân lý trọn vẹn. Chúa Thánh Thần được mặc khải như một ngôi vị Thiên Chúa khác với Chúa Giêsu và khác với Chúa Cha. Thiên Chúa là tình thương lan tràn giữa ba ngôi, tựa như sức nóng và ánh sáng lan tràn từ mặt trời. Thiên Chúa tự ý thông chia vinh quang sự sống hạnh phúc của Người. Đó là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa từ thuở đời đời. Người đã cưu mang kế hoạch đó từ trước khi tạo dựng vũ trụ, nơi con yêu dấu của Người là Đức Giêsu Kitô. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử trong Con của Người. Ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Con của Người nhờ thần trí làm nên nghĩa tử. Kế hoạch này đúng là một ân sủng đã được trao ban từ muôn thuở, phát xuất trực tiếp từ tình thương ba ngôi. Tình thương này trải qua trong các cuộc sáng tạo, trong toàn bộ lịch sử cứu độ sau khi nguyên tổ sa ngã, trong sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ba ngôi gìn giữ giáo hội và từng thành phần dân Chúa trong sự bình an và hiệp nhất. Xin cho mỗi người chúng ta được đầy tràn ân sủng và vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh.